thả cả năm không dính bầu chồng ngớ người khi biết vợ là đàn ông sau khi kết hôn cả hai vợ chồng đều rất muốn có con sớm nên để thả tự nhiên nhưng cả năm trôi qua vẫn chưa có tin vui sau khi kết hôn nhiều cặp vợ chồng đều mong muốn có con ngay nhưng thả nhiều năm lại vẫn chưa có tin vui bên cạnh những vấn đề về sức khỏe sinh sản ở người vợ hay người chồng thì cũng có những lý do dẫn đến việc vô sinh cực kỳ trời ơi đất khởi như dưới đây quan hệ cả năm không có thai đi khám phát hiện vợ là đàn ông Câu chuyện kỳ quặc này từng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao vào thời điểm năm 2019. Nhân vật chính là Tiểu Huệ, 26 tuổi, sống ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Cô có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định và chuyện tình cảm cũng rất suôn sẻ. Tiểu Huệ kết hôn đã được một năm và luôn mong muốn có con. Tuy nhiên, hai vợ chồng cô thả mãi mà chưa thấy dính. Lo lắng nên vợ chồng Tiểu Huệ đưa nhau đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Tại đây, các bác sĩ tiết lộ một sự thật. Khiến chồng Tiểu Huệ ngớ người, cô không phải là phụ nữ, mà thực chất là một người đàn ông. Đương nhiên không phải Tiểu Huệ giả gái lừa chồng, vì cô vẫn có bề ngoài, vóc dáng và cả bộ phận kính như một người phụ nữ, nhưng kết quả kiểm tra lại cho thấy cô mang nhiễm sắc thể 46XY, nói cách khác, về mặt sinh lý học, cô quả thật là đàn ông. Không thể tin vào mắt mình, Tiểu Huệ tiếp tục đến bệnh viện sức khỏe ba mẹ và trẻ em Hồ Nam để kiểm tra lại cho chắc, kết quả lần này cũng không sáng sủa hơn. Cô được xác định là người lượng tính nữ trội. Trên thực tế, Tiểu Huệ có tử cung và ống dẫn trứng như phụ nữ bình thường, nhưng lại còn có thêm cả tinh hoàng ẩn trong cơ thể. Lúc này, cô gái trẻ mới cho biết trước đây đến 15 tuổi vẫn chưa có kinh nguyệt, nên đã phải can thiệp y tế. Nhưng bác sĩ địa phương không phát hiện ra bất thường về giới tính, thậm chí bản thân cô cũng không biết gì cả cho đến khi lấy chồng và mãi không mang thai. Các bác sĩ khuyến cáo Tiểu Huệ nên làm phẫu thuật để các cái không thuộc về phụ nữ ẩn trong cơ thể, chủ yếu để phòng ngừa nguy cơ ung thư tinh hoàng. Ngoài ra, cô còn phải bổ sung estrogen để kích thích tử cung phát triển. Nếu nghiêm túc làm như lời bác sĩ, thì tiểu huệ vẫn có cơ hội mang thai, nhưng sẽ không cao. Con dâu 3 năm không có thai, mẹ chồng đưa đi khám mới biết, còn Trinh. Trang Daily Business của Trung Quốc từng đưa tin về một trường hợp hy hữu tại Hàng Châu, Tiểu Thái, 27 tuổi. Dù đã lấy chồng được 3 năm, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui thấy con dâu dù được tẩm bổ thế nào vẫn chưa sinh cháu cho mình. Người mẹ chồng rất lo lắng, nên đã khuyên con, nên đến viện khám. Tiểu Thái được mẹ chồng đưa đến khoa phụ khoa của Bệnh viện Y học Trung Quốc để thăm khám. Bác sĩ Lâu Ý Vân đã tiến hành siêu âm âm đạo cho chị. Khi nhận được kết quả siêu âm, đến bác sĩ cũng phải giật mình mà nói, bệnh nhân này vẫn còn trinh, thì làm sao có thai được. Lấy chồng 3 năm mà vẫn còn nguyên vẹn đó quả là sự lạ. Khi bác sĩ trò chuyện riêng với Tiểu Thái, cô cho biết mình rất sợ đau khi chồng có ý định gần gũi cô đều nghĩ đến việc sẽ bị rách màn trinh nên toàn chống cự vì sợ dù hai vợ chồng đã thử nhiều cách khác nhau xong tiểu thái không thể chịu đựng được bị vợ cự tuyệt chồng tiểu thái không dám động vào người vợ thậm chí chính anh cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý bác sĩ đã kiểm tra và xác nhận lượng tinh trùng của người chồng tương đối ít lúc này bác sĩ cho biết vấn đề lớn nhất cản trở chuyện vợ chồng của tiểu thái là tâm lý nên chưa thể quan hệ tình dục cả hai sẽ phải tự vượt qua điều này nếu muốn có con trong trường hợp tiểu thái không thể vượt qua nỗi ám ảnh về lần đầu, thì rất có thể sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ màng trinh để tâm lý thoải mái hơn, để có thể quan hệ và mang thai tự nhiên. Cưới nhau 4 năm vẫn tịch, nguyên nhân vì quan hệ nhầm chỗ. Theo tờ Game Evening, một trường hợp hy hữu khác được bác sĩ sản khoa Lưu Homa người Trung Quốc chia sẻ cách đây không lâu. Câu chuyện xoay quanh một cặp chồng 26 tuổi, vợ 24 tuổi, đến phòng khám của bác sĩ Lưu để khám hiếm muộn. Được biết cả hai đã cưới nhau 4 năm, và vẫn quan hệ đều đặn với mong muốn sớm có con nhưng không được nghi sức khỏe sinh sản có vấn đề nên cả hai đi khám nhưng nguyên nhân thực chất của ca hiếm muộn này chỉ được hé lộ khi bác sĩ lưu hỏi về chuyện chăn gối của hai vợ chồng người vợ nói rằng cô luôn cảm thấy cực kỳ đau đớn khi làm chuyện ấy và phải cố chịu vì muốn có con ban đầu bác sĩ lưu tin rằng người vợ có thể mắc bệnh phụ khoa nhưng khi kiểm tra bác sĩ bất ngờ phát hiện ra cô vẫn còn trinh hóa ra do khi yêu chưa từng thử làm chuyện ấy đến khi cưới về cặp đôi này đã thiếu kiến thức sinh sản nghiêm trọng nên thay vì quan hệ như thông thường lại bị lạc sang đường hậu môn đương nhiên là cách quan hệ không đúng này sẽ không thể khiến người vợ thù thai may mắn sau khi phát hiện và sửa sai đôi vợ chồng trẻ đã có con sau đó